Xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Và thì tiếp tục hôm nay em lại lên video bình thủy điện các bác nhé. Đó thì hôm nay những cái bình thủy điện nó có con nó được lành nặng và con nó không được lành nặng thì các bác xem cái nào phù hợp để các bác mua nhé. Còn các bác có thấy chẳng hạn như các bác có điều kiện nhiều tiền thì các bác đừng có cười em nhé, tại vì nó có những cái nồi lọ nồi kia để phù hợp với nhà nhiều người sử dụng đó, chẳng hạn như có người sử dụng chỉ mục đích như vậy đun nước thôi không cần cái gì khác, còn có những bác thì nhiều tiền thì cần nó ok và chất lượng đó, nên là em vẫn có đầy đủ các loại mặt hàng như là hàng bình dân bình thường mà cũng như hàng cao cấp cũng có đó, và những hàng bị nỗi cũng có đó, thì bán giá nó rẻ đó, thì các bác cứ tham khảo nhé. Thì các bác mua hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại trên màn hình nhé, thì em ship hàng toàn quốc qua dịch vụ chuyển phát hàng Viettel đó, thì các bác cứ xem hàng thoải mái nhé, tất cả những đơn hàng em đều có tích xem hàng được hết, nếu các bác cứ yên tâm nhé. Xem hàng với cái mục đích là đầu tiên là sợ em gửi lộn hàng, cái thứ hai là tránh em gửi lộn hàng bác lại nhận, cuối cùng bác phải gửi lại cho em mất công nữa. Đó, thứ hai là hàng nó bị móp méo do bên vận chuyển nó làm hư hỏng hàng đó, để mình khiếu nại người ta đó. Nó chỉ có vậy thôi, thì cái mặt hàng hôm nay thì em tất cả hôm nay em thanh lý là sẽ bao ship hết các bác nhé, thì cái bình thủy điện đó, nó có lỗi nọ lỗi kia đó. Thì đầu tiên đó là một đôi Yoshi, đây một đôi luôn nhé, nó là y chang nhau luôn đó. Thì cái con này nó cho bác coi xem nó. Máy các bác nhìn cực kỳ rõ luôn, chuẩn luôn, chỉ không cần chỉnh. 2010 Made in China, công suất của nó là bao nhiêu? 985W nhá. Con này là một con sử dụng bình thường. Nói chung hai con đều đun nước bình thường các bác nhá. Lưu ý cho nó đều đun nước bình thường luôn đấy, chứ không phải là không đun nước. Đúng rồi, hai con đều sử dụng bình thường. Đó, giòn đẹp nhá. Còn đẹp, sử dụng bình thường các bác thấy hơi bay rồi. Đó. Bơm nước cho bác coi. Đó. Thì cái này các bác về vệ sinh nhá. Thì các bác cho mua một chai giấm, một chai giấm ấy, giấm ăn đấy. Đó, các bác bỏ vô đun sôi nó 1-2 lần. Đó, các bác cứ xả nước ra là nó sẽ thông hết những cái cặn thiết gì ở trong cái ống bơm. Thì con này sử dụng bình thường nhé bác nhé, vẫn nóng bình thường, giòn rất là đẹp. Nó chỉ bị lỗi là nó không có bơm. Đấy, nó có bơm, nó có lọc cọc, cọc bơm. Nó có ra nước không? Đấy là ra. Đấy, nó kêu kêu là nó bị kẹt bơm bác nhé. Bơm sử dụng bình thường nhưng mà nó kẹt. Đó, thì bác nào mua thì đô này nhé, giá 800 ngàn. Bao gồm phí vận chuyển hết rồi các bác nhé. Bao ship hết luôn hai con này nhé, thì không bao giờ rẻ được như vậy đâu các bác ạ. Hai con sử dụng bình thường đó, thì bác về chứ xử lý cái bơm của nó xử lý được nhà, các bác có thể có hai con xài đó, còn không thì nấu nước bình thường, không thì các bác mua một con và một con là sẽ sang đồ cho nhau, tại hai con này y chang nhau. Hai bác nước sôi đó, rất nhanh. Con số 2 chỉ có một con nhá, giá là 600 ngàn, 600 ngàn một con. Con này Yoshi chứ, đó, nhiệt độ 70 và 90 và 98 nhá. Con này Made in China, công suất là 700W nhá. 2017 giá 600 ngàn, bao ship nhá. Và em giờ em sẽ test nước cho các bác luôn, để tránh tình trạng này các bác bảo hư bơm nhá. Đó, giống như vừa rồi, rất mất lòng nhau. Em chỉ đó hoạt động bình thường rồi, chỉ em thì test nước cho các bác là nó ra nước thôi đó. Con này giòn ok bác nhé, giòn các bác nhìn này. Hôm nay camera em quay dùng ánh sáng cực kỳ chuẩn luôn, nên các bác yên tâm nhé, không phải suy nghĩ về về cái chất lượng. Hôm nay là hàng như thế nào là lên một phát như vậy luôn,
không có nó sai lệch được. Rồi. Còn số 2 là giá 600 ngàn nhé, bao gồm phí chuyển nhé, tất cả dùng điện 100V hết, các bác lưu ý cho em nhé. Tất cả đồ em bán là điện 100V hết. Rồi, con số 3, số 3 là một con Tiger. Đấy. Tiger ấy. Rất đẹp. 750 ngàn, bao ship luôn, số 3. Made in Japan. Con này hư bơm tay các bác nhá. Thì em bán nó không tính bơm tay của nó đâu. 750 ngàn bao ship. Đấy, cái dòng này hay bị hư bơm tay lắm. Thì coi như bơm điện bình thường thôi, có sao đâu, cũng giống như mấy con kia thôi chứ. Con này tí em xem lại, vừa nãy nó chạy bình thường mà giờ đến đây nó lại giờ trứng rồi. Và coi như là bỏ qua số 3 các bác nhé. Thì ngày hôm nay em chỉ có bình thủy các bác nhé, không có gì khác cả. Đô số 4 Tiger. Đó. 900 ngàn. Một con hư bơm nhé, 3 lít. Hai con đều Tiger hết. Một Made in China. Con này Doan thì hơi xấu hơn một chút. Đó. Thì hai con này có thể thay đồ cho nhau. Con thì trắng tinh. Thì cái này các bác có thể về đổ giấm vào vệ sinh. Để xem con nào bơm hoạt động bình thường. Con này là không có êm ru nhé. Mình nghĩ là nó hơi công tắc. Con này ra nước bình thường các bác nhé. Đó. Con này giá nó là 800 ngàn thôi các bác nhé. Để cho đồng giá với cái kia. Để các bác lựa chọn nó dễ hơn. 800 ngàn. Đó, đôi số 4 nhá, bao ship luôn rồi các bác nhá. Coi đôi mà nó cứ bị lô hàng về sau cùng là em sẽ thanh lý hết để em nhập hàng mới về. Thì em để lại cũng được thôi. Để lại thì sau mình về mình sang đồ qua. Mà nó mất thời gian nữa các bác. Đó, mà nó chật kho hàng, nhiều hàng nó đầy lên. Thích. Lúc vừa bán vừa coi như là vừa bán vừa tặng linh kiện luôn, 800 ngàn một cặp này nhá. Đó, con Tiger 3 lít luôn. Đó, con này Doan thì hơi xấu một chút này. Đấy. Bác nhìn rất là kỹ, hôm nay không bao giờ bị chuẩn, bị sai lệch về cái màu sắc đâu. Đó. Y chang luôn, sử dụng bình thường. Ra nước nha. Con này bơm có kêu o nhưng mà không ra nước là nó bị tắc rồi. Con này nghĩ nó bị tắc đường ống rồi. Đó. Hai con sử dụng bình thường, bơm tay hư hết rồi nhá. Bơm tay thì hình như đường nóng quá. 800 ngàn bao ship luôn các bác nhá. Các bác cân nhắc cái giá này rất là hợp lý đấy bác. Đó. Khi có cơ hội giá nó rẻ như vậy. Đó. Đây, bắt đầu Hà Nội đang mùa đông, đang bắt đầu ngày hôm nay rồi, đang ngày đang lạnh giết. Thì bác có cái bình này thì một là pha sữa cho trẻ con đó, hai là bác có bình nước để rửa mặt buổi sáng sớm chẳng hạn, như có bác có bình nước nóng rồi, còn những bác chưa có chẳng hạn, như hoặc là cái này pha trà chẳng hạn, nó rất hợp lý. Bình nước nóng thì để như vậy là pha trà, còn cái bình nước nóng ở trong nhà tắm nữa thì chỉ có tắm rửa mặt thôi. Đó, còn pha trà thì cái này nó nhỏ, nó gọn. Made in China.
ra nước này. Con này công tắc nó không dí được này. À, em nghĩ là bị tụt công tắc rồi. Rồi 800 ngàn một đôi thì hai con này giống nhau thì các bác có thể sang đồ với nhau bình thường nhá. Đó, dung tích cùng một lít là 3 lít. Đây là con số 7, quên mất chưa lên con số 6 lên con số 7. Các bác thông cảm nhé, đây là con số 7 một đôi. Giá 800 bao ship hết. Dọn kho. Rồi, Yoshi Yoshi. Cùng một mẫu đen luôn, 800 ngàn. Này, con này do nứt nứt rồi. Các bạn nhìn kỹ này, đó, do nứt này. Còn con này doang thì nó vẫn ok, chỉ hơi xấu xấu hơn một chút thôi. Vẫn đun nước các thứ ok nhé. Hai con này thì hình như là vẫn đun nước xả nước bình thường. Đó. Hai con này như xả bơm bình thường. Kêu. Bơm nó bị tắc rồi. Đó. Hai con này 800 ngàn nhé. Đó, bao gồm phí vận chuyển luôn. Đó. Rất là rẻ, bơm nước mình là con này bơm nước bình thường, con này là cứ bơm. Đó, bơm nó kêu nhưng mà không lên nước. Đó. Thì hai con này đều nóng hết nhá. Thì đa số là những con ở đây đều nóng hết. Để sử dụng cả hai con đó, như con nọ bù qua con kia, lỗi lọ lỗi kia. Đó thì đây tất cả vừa rồi có mấy cặp. Đó thì các bác cứ tham khảo nhá. Thì cái nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bác thì các bác cứ liên hệ với em với số điện thoại trên màn hình đây. Đó, thì gọi cho em. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.